Viện trưởng Osaka tuyên bố việc Osaka buộc phải dừng tổ chức tiêm ngừa vì thiếu hụt nguồn cung ứng đã nằm sẵn trong dự tính. Cảnh sát tỉnh Saitama bắt giữ nam thanh niên Việt Nam vì trồng cây thuốc cấm tại nhà. Nhật Bản phê duyệt visa thị thực 6 tháng cho thủ môn Myanmar được ở lại. Đảo Fukushima có giá thành đắt đỏ không còn là thông tin quá xa lạ. Trong phiên chợ công cộng tại Fukushima vừa qua, hai hộp đào Hatsuhime đã được bán đấu giá 100.000 yên một quả. Hàng trăm thí sinh đã có mặt tại các điểm xét nghiệm Covid-19, xếp hàng dài giãn cách để lấy mẫu xét nghiệm, chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông. Tai nạn kinh hoàng trên đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, xe đầu kéo tông sập giả Long Môn là một người không qua khỏi. Cây trần debut thành công ngoài mong đợi sau thời gian dài đầu quân về nhà Sơn Tùng. Trở về kỷ niệm tuổi thơ với nghề chụp ảnh dạo của chú Duyên, số người nhiễm biến thể Delta tại Anh tăng mạnh, nhưng số ca nhập viện lại thấp đến mức bất ngờ. Tỷ phú Jeff Bezos từ bỏ chiếc ghế CEO tại Amazon, người kế nhiệm bị đánh giá khá cao. Trung Quốc đấu giá những chú chó không đạt tiêu chuẩn trong kỳ thi vào Đại học Cảnh sát tỉnh Liêu Ninh. Dự báo thời tiết, Nhật Bản chuẩn bị đón mưa lớn toàn nước. Giữa tình hình dịch bệnh, lựa chọn khẩu trang như thế nào là đúng cách? Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin Japan Daily Shop News. Bản tin được phát sóng hàng ngày vào 20 giờ tối theo giờ Nhật Bản trên kênh Shincha TV thuộc ứng dụng Netlove và phát lại trên kênh YouTube Shincha TV. Đừng quên tải ngay app Netlove để đón xem những chương trình hấp dẫn dành riêng cho người Việt sinh sống và làm việc tại nước ngoài nhé. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với bản tin ngày hôm nay. Hiện tại, nhu cầu tiêm chủng tăng cao tại Nhật Bản và trên toàn thế giới. Mới đây, Osaka đã quyết định tạm dừng tiêm chủng vì thiếu nguồn cung. Thị trưởng Osaka tuyên bố việc này đã nằm trong tính toán để đối phó với tình trạng thiếu vaccine Pfizer. Việc tiêm chủng cá nhân do bác sĩ gia đình thực hiện và tiêm chủng nhóm được tổ chức tại các cơ sở trong mỗi phường sẽ bị đình chỉ. Thành phố Osaka cũng đã có kế hoạch ngừng nhận đặt phòng mới và cho biết họ không thể biết khi nào sẽ tiếp tục tiêm chủng cho đến khi chính phủ quốc gia đưa ra kế hoạch cung cấp vaccine. Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, người ta khuyên rằng đối với vaccine Pfizer nên tiêm mũi thứ hai sau mũi thứ nhất 3 tuần. Do đó, chính quyền thành phố Osaka quyết định tạm dừng tiêm chủng đợt đầu tiên để đảm bảo nguồn cung cấp vaccine và ưu tiên tiêm chủng đợt 2. Trong một cuộc họp báo ngày 1 tháng 7, thị trưởng Matsui đã chia sẻ vì lý do không có vaccine nào được sản xuất tại Nhật Bản nên điều bất ngờ có thể xảy ra. Đây cũng là điều đáng tiếc, mong người dân sẽ thông cảm. Do khó khăn của dịch Covid-19, một thanh niên mang quốc tịch Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản đã đánh liều trồng cây thuốc để kiếm thêm thu nhập. Hiện anh chàng này đã bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ vì hành vi này. Cảnh sát Saitama, Nhật Bản đã bắt một thanh niên mang quốc tịch Việt Nam vì tội danh trồng và mua bán thuốc cấm. Theo điều tra sơ bộ, nam thanh niên này tên Phạm Văn Hùng, 38 tuổi, đã sống và làm việc tại Saitama, Nhật Bản. Cảnh sát đã phát hiện 287 cây thuốc trong nhà của nghi phạm, ước tính giá trị gần 7 tỷ Việt Nam đồng. Cảnh sát cho biết thêm, vào tháng 3 năm 2021 cũng đã có một người Việt Nam bị bắt vì tàn trữ chất không được cho phép. Và từ thời điểm đó, Hùng đã được khoanh vào danh sách bị theo dõi. Thêm chi tiết nữa là nhà Hùng thường xuyên có một nhóm nước ngoài lui tới. Cảnh sát nghi ngờ rằng đây là đường dây mua bán lớn và đang tiếp tục điều tra thêm. Như chúng ta đã biết, hiện nội chiến tại Myanmar đang diễn biến rất căng thẳng. Mới đây, Nhật Bản đã phê duyệt thị thực 6 tháng cho một thủ môn của đội tuyển bóng đá quốc gia Myanmar, người đã từ chối trở về nhà cùng với các đồng đội vào tháng trước. Thủ môn Pierre Liang-on đã nộp đơn xin tị nạn và yêu cầu chuyển đổi tình trạng thị thực của mình ở Nhật Bản vào ngày 22 tháng 6 sau khi bày tỏ sự lo lắng cho tính mạng của mình vì hành động chào bằng ba ngón tay, một dấu hiệu phản đối của đảo chính quân sự ở đất nước của anh ấy. Trong một kỳ World Cup gần đây, vòng loại gần Tokyo, hiện Nhật Bản đã đồng ý cấp thị thực các hoạt động được chỉ định cho phép anh ta ở lại và làm việc tại đất nước này trong 6 tháng. Pierre Liang-on cho biết, anh rất biết ơn chính phủ Nhật Bản đã đồng ý giúp đỡ anh trong hoàn cảnh nội chiến tại Myanmar. Cơ quan quản lý nhập cư Nhật Bản cho biết văn phòng sẽ nhanh chóng xử lý đơn của anh ta vì anh ta rất có thể sẽ phải đối mặt với sự đàn áp của quân đội nếu anh ta trở về nước. Đào Fukushima là một loại quả khá quý hiếm tại Nhật Bản. Việc loại quả này có giá thành đắt đỏ không còn là những thông tin quá xa lạ nữa. Trong phiên chợ công cộng tại Fukushima vừa qua, hai hộp đào Hatsuhime đã được bán đấu giá với giá 100.000 yên một quả. Đào Hatsuhime, một đặc sản của tỉnh Fukushima, được thu hoạch ở các thành phố lân cận Fukushima. Giá mở hàng được trả giá cao nhất cho phiên đấu giá đầu tiên của mùa giải đã khớp với giá thầu cao nhất của năm ngoái. Thông thường, một hộp đào được bán với giá khoảng 3.000 đến 5.000 yên, khoảng từ 22 đến 45 đô, tương đương gần 1 triệu đồng Việt Nam một quả. Vì thiệt hại do sương giá tháng 4 ở tỉnh Fukushima, Liên đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp Quốc gia dự đoán doanh số bán hàng thấp hơn 15% so với năm ngoái hoặc thấp hơn. Ông Toshio Watanabe, tổng giám đốc chi nhánh Fukushima cho biết, nhờ nỗ lực của các nhà sản xuất, thiệt hại do băng giá đã được giữ ở mức tối thiểu. Nhật Bản đã có một khởi đầu tốt và đã bước tập trung vào việc bán nông sản có lợi nhuận khá cao này. Sắp tới đây, vào ngày 7 và ngày 8 tháng 7, chính là ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1. Từ sáng sớm ngày 3 tháng 7, hàng trăm thí sinh đã có mặt tại các điểm xét nghiệm Covid-19, xếp hàng dài giãn cách để lấy mẫu xét nghiệm, chuẩn bị cho kỳ thi.
thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm. Chỉ có thí sinh nào có kết quả âm tính mới được tham gia kỳ thi trung học phổ thông trong đợt 1. Thí sinh mang giấy xét nghiệm này trình tại khu vực đo thân nhiệt ở cổng các điểm thi trong những ngày thi. Sở Giáo dục Đào tạo thành lập 155 điểm thực hiện xét nghiệm COVID-19 dành cho thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi tốt nghiệp với đợt 1 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 7. Đã có nhiều em thí sinh đến từ đó sớm để lấy mẫu. Các em cũng cho biết rằng mình đã rất lo lắng trước ngày lấy mẫu xét nghiệm. Trong ngày 3 tháng 7, các điểm lấy mẫu sẽ hoạt động theo ca. Ca 1 từ 7 giờ 30 đến 9 giờ dành cho thí sinh phòng thi số 1 đến phòng thi số 9 của điểm thi tương ứng. Ca 2 từ 9 giờ đến 10 giờ 30 từ phòng thi số 10 đến phòng thi số 18. Ca 3 từ 13 giờ đến 14 giờ 30 từ phòng thi số 19 đến phòng thi số 27. Ca thứ 4 từ 14 giờ 30 đến 16 giờ từ phòng thi số 27 cho đến hết. Sự việc xảy ra khi xe đầu kéo chở hai xe ben vượt quá chiều cao quy định lưu thông trên đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đã vướng vào giải Long Môn. Sáng 3 tháng 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang vẫn đang phối hợp cùng với Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc giữa xe đầu kéo và xe tải trên đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 2 tháng 7, xe đầu kéo biển số 73C04507 do tài xế Lê Văn Hiếu, 35 tuổi điều khiển, kéo theo xe rơ móc và chở hai xe ben lưu thông trên đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương theo hướng từ vòng xoay cao tốc vào trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa. Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang, xe ben trên xe đầu kéo bị vượt quá chiều cao quy định nên vướng vào khung giá lồng môn bằng thép trên đường, kéo sập một quán nước và một căn nhà ven đường, đồng thời đè bẹp cabin xe tải biển số 66H00872 chở củi trấu lưu thông cùng chiều. Trên xe có một phụ xe và một tài xế. Sau va chạm, phụ xe đã không qua khỏi, tài xế may mắn hơn chỉ bị thương nhẹ. Đến hơn 4 giờ ngày 3 tháng 7, hiện trường vụ việc trên đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương mới được giải quyết xong. Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe đầu kéo chở hai xe ben vượt quá chiều cao quy định. Sau khi đầu quân về MTB Entertainment, cây trần khá yên lặng, nắm đôi bàn tay có thể xem là bản debut đầu tiên của cây trần sau khi về nhà mới. Số liệu thống kê cho thấy bài hát của nam ca sĩ đã đạt thành công đáng tự hào. Sau 12 giờ phát hành, MV nắm đôi bàn tay của nam ca sĩ Cây Trần đã mang về thành tích khủng với 3,6 triệu lượt xem trên YouTube. Top 1 YouTube Trending Việt Nam, 360.000 like, 63.000 comment. Xin chúc mừng MTV Entertainment và Cây Trần. 20 giờ ngày 2 tháng 7, Cây Trần đã cho ra mắt MV nắm đôi bàn tay trên kênh YouTube của mình. Đây là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của anh sau 2 năm về nhà MTV Entertainment. Với chất nhạc hiện đại pha trộn giữa hip hop và R&B, nắm đôi bàn tay lôi cuốn người nghe từ những giây đầu tiên. Trước đó, theo thống kê từ trên Social Blade, thì trước khi nhãn hàng MV Trailer nắm đôi bàn tay dài 40 giây vào ngày 27 tháng 6, kênh YouTube của Cây Trần chỉ có hơn 70.000 người đăng ký. Nhưng hiện tại con số này đã tăng lên thành 161.000 người, vượt qua mốc 100.000, đủ điều kiện để nhận được nút bạc YouTube. Cùng với đó, Trailer cũng lọt top 24 trending trên YouTube và thu về 1 triệu lượt xem trong vòng vài ngày. Từ khóa Cây Trần cũng đang trở nên phổ biến trên Facebook và Twitter. Thưa quý vị, vào khoảng những năm 2000, hình ảnh những người đàn ông đeo máy ảnh Canon chụp hình bận áo sơ mi quần tây ở những con đường quận nhất đã không còn quá xa lạ với một thời kỷ niệm của chúng ta. Cuộc sống không ngừng hiện đại hóa, những chiếc điện thoại thông minh ra đời làm cái nghề chụp hình dạo này cũng dần biến mất. Nhưng ở đâu đó góc bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, nhà thờ nước Bà vẫn còn một ông cụ ngày ngày vẫn miệt mài cầm máy đợi khách. Mới đây, cư dân mạng đã lan truyền một bài viết về chú chụp hình ở bưu điện thành phố, nhà thờ nước Bà. Được biết chú tên Duyên sống trọ một mình bên quận 8, vì dịch nên được ở nhờ không mất tiền. Tài sản của chú hiện giờ chỉ có cái máy ảnh và chiếc xe rim cũ. Còn cái chú vì quá khó khăn mà không thể lo được cho chú, nên đến cái tuổi đáng ra phải được nghỉ ngơi thì chú vẫn phải đi mưu sinh kiếm tiền. Chú hoạt động từ 8 giờ đến 11 giờ sáng, chiều từ 3 đến 5 giờ chiều hoặc muộn hơn. Trong khu vực bưu điện thành phố và nhà thờ, giá chỉ có 20.000 một tấm, chú in hình tại chỗ mất chỉ khoảng 3 đến 5 phút. Trong tình hình dịch bệnh căng thẳng, vẫn còn nhiều những mảnh đời khó khăn, một hai tấm hình của chúng ta sẽ góp phần giúp chú vượt qua được dịch này. Đôi khi quay trở lại, chụp và lấy ngay một tấm hình giấy luôn làm kỷ niệm cũng khá thú vị, phải không nào? Khác với đợt bùng phát dịch trước, hiện các hệ thống bệnh viện tại Anh đã không còn trong tình trạng quá tải về bệnh nhân Covid-19 trong đợt dịch lần này. Do phần lớn dân số đã được tiêm ngừa, người nhiễm chỉ bị nhẹ hoặc không có triệu chứng. Mặc dù dịch Covid-19 ở Anh bùng lên vài tuần gần đây do biến chủng Delta, dữ liệu của Cơ quan Y tế Công cộng Anh PSA công bố ngày 1 tháng 7 ghi nhận tỷ lệ nhập viện vẫn duy trì ở mức thấp. Cụ thể, từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 6, tỷ lệ nhập viện do Covid-19 ở dân Anh là 1,9 trên 100.000 dân, tương đương với một tuần trước đó. Nếu so với đầu tháng 6, tỷ lệ này có tăng nhẹ từ mức 1,1 đến 100.000. Tuy nhiên, số ca nhập viện như vậy là thấp đáng kể so với đợt bùng dịch ở Anh mùa đông năm ngoái. Lúc đó, cứ mỗi 100.000 người sẽ có 35 người nhập viện.
Hiện tại gần 75% người lớn ở Anh, bao gồm 95% người từ 80 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19. Trong đợt dịch này, số người nhiễm nhiều nhất rơi vào nhóm trẻ tuổi, đa số chưa được tiêm ngừa. Được biết chỉ có 34% người dưới 40 tuổi đã tiêm ít nhất một liều. Tỷ phú Jeff Bezos quyết định rời ghế giám đốc điều hành công ty Amazon vào ngày 5 tháng 7. Được biết đây cũng chính là dịp kỷ niệm sinh nhật 27 năm của công ty. Được biết, người kế nhiệm của ông là Andy Jassy, là một thành viên kỳ cựu của Amazon. Ông là người xây dựng và điều hành mạng Amazon Web Services, AWS, lĩnh vực kinh doanh điện toán đám mây có vị trí rất lớn trong toàn bộ hệ thống Amazon. Giới quan sát phố Wall cho rằng, ông Jassy sẽ phải đối mặt với sự so sánh khắc nghiệt khi ngồi vào ghế nóng thay ông Jeff Bezos. Theo đài CNBC, công ty Amazon ngày 2 tháng 7 sẽ thông báo thưởng cho vị tân CEO Andy Jassy 61.000 cổ phiếu công ty vào ngày 5 tháng 7 khi ông chính thức nhậm chức thay ông Jeff Bezos. Ông Bezos thành lập Amazon năm 1994 và đang là người giàu nhất thế giới với tài sản ròng ước tính khoảng gần 200 tỷ đô, theo hãng tin Bloomberg. Dù đã rời ghế CEO, nhưng Jeff Bezos vẫn là chủ tịch điều hành và là cổ đông lớn nhất của nhà bán lẻ online Amazon. Thưa quý vị, một phiên đấu giá dở khóc dở cười sắp được diễn ra tại Trung Quốc. Đại học cảnh sát ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc sẽ bán đấu giá 54 con chó không đủ tiêu chuẩn trở thành chó nghiệp vụ. 54 chú chó này chủ yếu thuộc giống chó chăn cừu Đức và chó chăn cừu Mỹ. Với đặc tính bình tĩnh, thông minh, trung thành và có sức mạnh thể chất cao, giống chó này luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí cảnh quyển. Tuy nhiên, 54 con chó sắp ra đấu giá được cho là nhát gan, kích thước nhỏ và tài chính yếu, khả năng truy tìm yếu và không vâng lời. Qua đó không đủ điều kiện tham gia chương trình đào tạo tại Đại học Cảnh sát điều tra hình sự tỉnh Liêu Ninh. Một số con thì khá rụt rè và không chịu cắn, đồng nghĩa với việc chúng sẽ không tấn công mục tiêu theo hiệu lệnh của người huấn luyện. Dù vậy, Đại học Cảnh sát soạn sẵn một danh sách các hướng dẫn chăm sóc những con chó này và đăng tải trên trang web. Trường yêu cầu người tham gia đấu giá tuân thủ các quy định của chính quyền địa phương về việc nuôi chó, bao gồm nuôi chó một cách văn minh, không bán lại và chăm sóc nó đến khi chết tự nhiên. Cuộc đấu giá sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 7 tại khuôn viên trường. Mức đấu giá bắt đầu ở 200 nhân dân tệ, tương đương 700.000 đồng. Cơ quan khí tượng Nhật Bản GMA cảnh báo về khả năng mưa lớn chủ yếu ở phía đông và tây Thái Bình Dương vào ngày 2 tháng 7 và kêu gọi mọi người đề phòng sạt lở, lũ lụt ở các khu vực trũng thấp cũng như mực nước sông cao có thể dẫn đến lũ lụt. Trung tâm khí tượng cho biết, một đợt mưa theo mùa kéo dài trên Thái Bình Dương của Nhật Bản dự kiến sẽ di chuyển lên phía bắc đến hết ngày 3 tháng 7. Với không khí ẩm tràn vào phía trước dẫn đến thời tiết không ổn định, cơ quan này cũng kêu gọi thận trọng với sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Trong khoảng thời gian 24 giờ cho đến 6 giờ sáng ngày 3 tháng 7, khu vực Tokai ở miền Trung Nhật Bản được dự báo sẽ hứng chịu lượng mưa lên tới 250mm, trong khi lượng mưa dự kiến tối đa là 210mm ở khu vực Kanto Kushin ở miền Trung. Về phía đông Nhật Bản, 180mm ở vùng Kinki ở miền Tây Nhật Bản và 120mm ở vùng Kyushu phía nam và quần đảo Amami ở Tây Nam Nhật Bản. Trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, chúng ta đều được khuyến cáo phải đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Nhưng liệu chúng ta đã mang khẩu trang đúng cách hay chưa? Và như thế nào là đeo khẩu trang hiệu quả? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé! Gần đây, chúng ta thường thấy người khác đeo các loại khẩu trang urethane hoặc khẩu trang vải giặt nhiều lần. Những chiếc khẩu trang này được ưu chuộng hơn vì trong thời trang hơn. Hơn nữa, nó thoáng khí hơn, khiến người mặc thấy thoải mái khi đeo. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy rằng khẩu trang không dệt thường có hiệu suất lọc tốt, nhiều loại chắn được hơn 90% giọt bắn từ bên ngoài, trong khi loại thời trang urethane có hiệu suất lọc thấp chỉ khoảng 20-40%. Vì vậy, hãy biết chọn lựa và mang khẩu trang đúng cách để bảo vệ sức khỏe của chính mình nhé. Và bản tin Shaban Daily Top News đến đây là kết thúc. Chúng thành rất mong gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin lúc 20 giờ tối mai theo giờ Nhật Bản. Đừng quên tải ngay app Deadlock để đón xem những chương trình hấp dẫn dành riêng cho quý vị sinh sống và làm việc tại nước ngoài nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào Deadlock.